Chào các bạn, chúng ta đã kết thúc ba cái phần mềm Excel, Word, PowerPoint và kể cả luôn cái phần Windows nữa, tức là bốn phần trong phần thi thực hành. Chúng ta còn cái phần thi lý thuyết mà chúng ta chưa có ôn nha. Tôi đã giới thiệu hai cái đề, tôi đã hướng dẫn các bạn hai cái đề Excel rồi. Nó hai cái đề Excel. Thì bạn hãy cố gắng làm tiếp bốn cái đề còn lại trong thư mục bảo nghiệp. Bạn hãy mở thư mục thi VET nè, trong bảo nghiệp nè. Tôi đã giải cho bạn hai đề thì bạn hãy cố gắng làm luôn, tự làm 6 cái đề còn lại, ở 4 cái đề còn lại từ đề 3 đến đề 6 nha. Cố gắng làm hết luôn. Tại vì tôi thấy nó cũng không có khó gì, có một vài cái hàm thôi. Có gì thắc mắc các bạn cứ hỏi tôi. Ví dụ như comment nữa, bất kỳ cái video nào tôi cũng đều đọc được. Rồi. Bạn comment bạn cứ nói là cái đề số 3 của bảo nghiệp nó có cái gì đó mà mình không giải quyết được thì bạn nói tôi để tôi tôi quay video tôi hướng dẫn tiếp cho bạn những cái phần đó. Rồi sau đó bạn coi cái video số 43, tức là video trước video này á, bạn hãy coi cái cách để bạn có thể tải cái thư mục ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản này về. Nó trong cái thư mục này á, nó có đề và có trắc nghiệm nữa. Tôi sẽ giải cho bạn một vài đề thôi ha, một vài đề. Giải như thế nào, tức là giải full luôn, full cái phần thực hành luôn, là từ phần Windows đến Word, PowerPoint đến Excel toàn bộ luôn ở trong một video, để cho bạn coi cách xử lý cái đề khi mà ngồi trong phòng thi của tôi như thế nào nha. Rồi giới thiệu rồi, bây giờ tôi sẽ đi vô thực hành nha. Tôi sẽ giải cái đề số 3 của ngày 36, tôi chọn đại nha, tôi không biết cái đề nó như thế nào. Tôi chọn đại đề số 3 đó, tôi mở nó lên nha. Cái đề này các bạn thấy nè, nó chỉ có cái Word thôi, không có cái phần Excel. Excel nó không có khó, nhưng mà chúng ta phải đánh máy lại các bạn, đánh máy lại những cái bảng á. Thôi, bây giờ tôi sẽ đi vô mở cái đề lên nha. Tôi nhấp đôi, tôi mở nó lên nha. Rồi. Tôi sẽ nhấp chuột phải vô trong cái chỗ này, cái Explorer này các bạn. Nhấp chuột phải vô, tôi mở một cái tab mới, file Explorer mới. Đó. Bây giờ cái thư mục làm việc nè. Bây giờ tôi coi cái đề nha. Đó, tôi coi cái đề nha. Rồi, đây là cái đề thi các bạn, đề thi vào đề số 3 nha. Đề số 3 các bạn coi, tôi đang giải cái đề số 3 nha. Cái thằng này chỉ là dấu cách thôi, chúng ta đang nằm ở đề số 3. Đề số 3 nha, cái đề thứ số 3 trong cái thư mục ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản nha. Đề ngày 3 tháng 6 đề số 3 nè. Rồi, chúng ta đang giải cái đề này nha các bạn. Rồi, nhớ nha. Rồi, ngày 3 tháng 6 đề số 3. Bây giờ đọc thử ha. Các kết quả đầu tiên á, mình phải biết là cái ổ đĩa gốc của mình làm việc ở đâu. Các kết quả lưu vào đĩa làm việc để chấm điểm. Rồi, lưu vào đĩa làm việc thì mình phải biết cái ổ làm việc thôi. Bây giờ chúng ta không biết cho nên là tôi sẽ mở cái file Explorer bằng cách nhấp chuột phải, mở thêm một cái file Explorer ở đây ha, nhấp chuột phải vô đây và mở cái file Explorer ở đây. Nó tôi mở ra, tôi vô ổ D, ví dụ như vô K1 luôn ha. Vô K1 tôi tạo một cái thư mục làm việc mới là đề 3 tháng 6 3.6 2017, đề số 3 đúng không, ngày 3/6/07 đề số 3. Rồi, ok, tôi sẽ làm việc trong thư mục này nha các bạn. Rồi, tôi sẽ làm việc trong thư mục này. Rồi, bắt đầu vô nè. Bài thi gồm Windows, Word, PowerPoint và Excel. Rồi, phần Windows lấy 2 điểm liền coi. Trong thư mục gốc tạo 2 thư mục Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, ok, chúng ta bấm đây nè, chúng ta bấm attach tab qua bên đây nè, Ctrl Shift N Hà Nội. Rồi, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Ctrl Shift N thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, ok, bạn có thể copy luôn ha. Bạn có thể copy cho nhanh, tại vì mấy cái này tôi đánh nhiều, tôi quen cho nên tôi đánh luôn. Trong một Hà Nội thì tạo hai thư mục Ba Đình, tôi sẽ copy cái Ba Đình này và Hoàng Kiếm vô. Hà Nội nè, Ctrl Shift N, Ctrl V Ba Đình, Ctrl Shift N. Tôi bật cấp lóc lên nha. Bật cấp lóc lên thì tôi khỏi cần bấm nút Shift, nó sẽ viết hoa hết luôn, Hoàng Kiếm. Tại vì tôi đánh máy nó cũng hơi nhanh cho nên copy không cũng vậy hả. Trong thư mục Mố Minh tạo hai thư mục Bình Chánh và Nhà Bè. Các bạn thấy cái bình thường á, cái Explorer chúng ta có thể nó bự như thế này thì bạn bấm vô nút này để cho nó nhỏ lại. Bạn cũng có thể ấy qua bên này nè, kéo cho nó nhỏ lại các bạn. Để lên cái cạnh này nè, bạn kéo cho nó nhỏ lại. Ok ha. Rồi tôi quay lại thư mục thành phố Hồ Chí Minh. Đặng chi, đặng tôi đọc đề thôi, Bình Chánh và Nhà Bè. Ctrl Shift N, Bình Chánh, Ctrl Shift N, Nhà Bè, Enter. Ok ha. Rồi tìm và sao chép hai tập tin kiểu TT kích thước bán 20kg vào thư mục Ba Đình. Rồi, tôi sẽ mở thêm một cái Explorer nữa bằng cách bấm Windows E, cái nút Windows, đè nút Windows, bấm nút E ha. Windows E là một cái Explorer giống vậy nè.
Rồi tôi sẽ sạch ở trong cái thư mục là ổ C ha. Tôi sạch trong ổ C, tại vì thường mình sạch trong ổ C mình mới có mấy cái file, chứ ổ D thì thường ít có lắm. Tôi sẽ sạch nè. Tôi đang mở ổ C nha, tôi đang mở ổ C nha. Xin lỗi các bạn, bấm lại ha. Tôi đang đứng ở trong ổ C nha, để tôi bật bự lên. Đây tôi đang đứng trong ổ C và tôi tìm nè. Tôi tìm cái gì đây? Tôi tìm là hai tập tin TT nè. Rồi, đầu tiên là hai tập tin TT, tôi đang đứng trong ổ C ha, tôi bật nhỏ lại đi. Để tôi có thể đọc đề nó rõ hơn. Đây, tôi đang đứng trong ổ C nha. Rồi, đây tôi đang đứng câu số 2 này, để tôi zoom to lên cho các bạn coi. Rồi, tôi đang đứng ở câu số 2 này. Rồi, tôi đang đứng trong ổ C, tôi sạch nè. Sao chấm txt hoặc là kiểu TT, bạn có thể ext là phần extension của nó đó, hai chấm là txt. Đây extension là TT, cách một cái kích thước á, là size SIZE hai chấm bé hơn 20 kb, đúng không? Bé hơn 20 kb. Rồi, ôi trong ổ C của tôi nó đang sệt các bạn ơi, đang sệt khá khá ít, cũng khá ít ha, cũng khá ít đó. Thì mình chờ nó sệt thôi, đúng không? Nó chỉ yêu cầu hai cái thôi, hai tập tin kiểu TT và kích thước. Đây EXT là kiểu nè các bạn. Để tôi bật bự lên cho các bạn coi, cái chỗ này tôi kéo bự ra ha. Rồi thằng này là EXT nè, là TT, là extension TT kiểu bán 20. Rồi tôi đã chép đại hai cái ha, tôi sẽ copy, tôi khối chọn đè control chọn hai thằng cách xa nhau, hoặc là đè nút shift chọn này, đè shift chọn này, tôi copy ha. Tôi còn trên C ha, hoặc giả là tôi nhấp copy, nhấp chuột phải vô, tôi chọn copy, bấm còn trên C cho nhanh các bạn ơi. Rồi tôi sạch xong rồi tôi tắt nó luôn đi, tại vì tôi copy rồi tôi tắt nó luôn đi. Bây giờ tôi sẽ đi vào cái thư mục gì đây, ba đình đúng không? Ba đình thì tôi quay trở lại cái thư mục làm việc của tôi mở lại Hà Nội Ba Đình và tôi còn trên V vô đây nha. Nó đây hai cái file đó luôn, hai file đó luôn, tôi bật bự lên cho bạn coi, 20 và 2. Rồi tôi quay lại, sao chép tập tin trong thư mục Ba Đình vào thư mục Hà Nội, sau đó đổi phần mở rộng. Các bạn thấy những cái kiểu của nó rất là giống nhau ha. Tôi quay lại cái Ba Đình, tôi còn trên C ha, hai này đã được chọn rồi. Tôi còn trên C, tôi copy quay lại thư mục gì đây, Ba Đình vào thư mục Hà Nội. Đây các tập tin trong Ba Đình vào Hà Nội, bây giờ quay trở lại Hà Nội ha. Tôi còn trên V dán nó hai tập tin đó ra, sau đó đổi phần mở rộng của một tin tức bất kỳ trong Hà Nội thành back, một tập tin bất kỳ thôi các bạn, lấy đại một tập tin, đừng chọn hai thằng ha. Chọn đó nhấp F2, rồi khối này lại BAK, diễn hoa cũng được BAK. Rồi rồi ok ha, enter hai lần nha. Rồi xong, cái này quen quá ta, nén thư mục Hà Nội thành Hà Nội chấm zip các bạn ơi, Hà Nội chấm zip. Rồi thôi được rồi, khỏi copy ha, tại vì quay lại đây nhấp chuột phải vô add to achieve, nó muốn mình add vô file chấm zip đúng không, thì mình add to achieve, mình chọn zip và mình ok. Ok thì mình sẽ được thư mục Hà Nội chấm zip luôn, nó sẽ lấy tên của cái thư mục mà mình nén các bạn. Mặc định nó sẽ lấy tên thư mục mình nén, đặt thuộc tính chỉ đọc cho các tập tin trong thư mục Hà Nội. Rồi quay trở lại Hà Nội, tập tin thì nó có hai tập tin các bạn ơi, còn này là hai cái thư mục khác ha. Hai tập tin này tôi sẽ khối hai này lại, tôi nhấp chuột phải chọn properties và tôi chọn thuộc tính read only và tôi ok ha. Đó này dễ quá, thuộc tính thì property chứ đâu. Xong như vậy tôi đã lấy tròn hai điểm rồi, nãy giờ tôi làm thì nó nói cái gì tôi làm cái đó, không có sai đề, cái này cũng ít khi sai đề lắm các bạn ơi. Rồi bây giờ tôi sẽ đi tiếp tục nha, tôi pha phần Word. Phần Word các bạn. Rồi tôi quay lại cái thư mục gốc của tôi sẽ tạo một cái new. Thông thường khi mình tạo new thì nó sẽ có new nè các bạn, new PowerPoint, new Word, new Excel luôn á các bạn. Các bạn thấy ngon không? Rất là ngon ha. Rồi, quay đây coi, đây là Word nè, bài thi Word chấm docx ha, bài thi Word từ nội dung sẵn trên bảng bảng sao và lưu vào bài thi Word chấm docx. Rồi, từ nội dung có sẵn các bạn ơi. Từ nội dung có sẵn thì bạn phải mở lại cái thư mục đề nha. Đây cái thư mục đề của tôi đây. Thư mục đề đây ha, thư mục đề đây. Đây tôi mở cái file Word này nha, tôi mở file Word này open with, tại vì tôi mở là mặc định tôi sẽ mở bằng Microsoft Office 2016 đó các bạn. Tôi sẽ chọn open with, tôi chọn lại cái bản 2010. Cái này là nếu mà cái máy á, nó không có cài 2016 với 2010 chung với nhau á thì các bạn cứ việc là nhấp đôi vô để mở thôi. Còn bây giờ tôi á, mặc định của nó là mở 2016 các bạn ơi, tôi thích 2016 hơn. Đó. Rồi tôi sẽ chọn là Microsoft Office 2010. Tôi mở file doc này là Microsoft Office 2010. Mở kiểu này nó cũng không có đúng nữa các bạn ơi. Thôi tôi tắt ha. Tôi phải mở ngoài đây đi.
tôi mở ngoài đây nó đúng hơn các bạn ơi, tại vì cái máy của tôi á, nó mặc định là 2216 đúng không? Nó bây giờ tôi phải phải mở lại là 2010, mà bây giờ mở 2010 cái nó cài đặt repair necessary file gì đó, thôi kệ nó đi, nó tốn một chút thời gian nữa. Thực sự là nó không không đúng ha, không có cần thiết, không đúng, cái này nó không đúng nha. Rồi thôi, lỡ rồi, ráng chờ chút xíu nữa bạn ơi, tôi cũng phải ngồi chờ cho nó xong thôi. Quay video này thì không có bao lại được, nếu mà bao lại được đó là tôi bao lại, tôi không bắt các bạn chờ chờ chung tôi rồi. Nhưng mà nếu bạn đang ngồi chờ, bạn hãy tua đi, tua mà bằng bằng cách bấm chữ C hoặc chữ L, các bạn bạn tua lên á, tua tua tiếp theo nữa, bạn bấm chữ L đi, nó sẽ tua thêm, tua cộng thêm 10 giây đó, thời gian video này sẽ được cộng thêm 10 giây đó các bạn. Bạn bấm với chữ L nha, còn bấm như chữ Z á là cái thời gian của video này sẽ bị lùi đi 10 giây đó các bạn. Còn bạn bấm đi chữ K đó là video sẽ tạm dừng. Đó, bạn bấm thử đi. Chữ chữ L, chữ K, chữ Z á, ba ba nút đó đó. Z K L đó, bấm như chữ L đi để tua tua qua khúc này. Cái khúc này chắc bấm L 2 lần đó, tua cỡ 20 giây đó. Rồi. Nó bị lỗi này hoài à. Rồi xong tới rồi. Ok, quạt của tôi đã mở rồi các bạn ơi, quạt tôi đã mở. Bây giờ rất là dễ thôi, tôi sẽ kéo thả cái file này vô. Tôi nhấp đôi lên cái thanh này, đặng tôi minimize nó ha. Và tôi kéo thả này vô trong cái file Word, cái phần mềm Word của tôi là tự động mở cái file Word đó lên hả. Đó, ok. Rồi mở cái file lên đó, tôi sẽ enable editing đó các bạn, tại vì đang ở chế độ Rotate á, để tôi save A nó là bài thi Word. Tôi sẽ file nè, tôi save A nè. Đó, tôi sẽ lưu cái file này về cái thư mục làm việc của tôi nha. Tôi quay lại ổ D nè, nhấp vô D nè, vô K1 nè, vô đề 3 tháng 6 là đề số 3 nè, nó tôi lưu lại với cái tên là bài thi work. Rồi tôi sẽ lưu lại nha. Lưu lại rồi, ok. Bây giờ tôi đang làm việc ở cái file bài thi work ở trong cái thư mục đang làm việc của tôi các bạn. Đây, bài thi work nè, cái file đang mở thì nó sẽ hiện ra cái file ẩn này nè. Đó. Nếu bạn không hiện file ẩn thì cũng không có ảnh hưởng gì cả ha. Mình biết là mình đang làm việc với file này thôi. Bây giờ chúng ta sẽ giải cái vấn đề này nha. Rồi, cái đề này cũng không khó. Một cái table ở đây các bạn ơi. Không, cái này không table đâu. Cái này không table đâu. Cái này mình xài testbox đi các bạn. Testbox, cái viền của nó cũng không có khó ha. Cái viền nó cũng không khó, mình xài testbox được. Xu hướng mới trong kinh doanh điện thoại di động nè. Rồi, tôi sẽ làm cái thằng này đầu tiên nha. Tôi sẽ cut nó đi, Ctrl X nó ha. Rồi bây giờ tôi sẽ insert nè, insert một cái word ad nha, một cái word ad. Bây giờ cái kiểu này là kiểu gì? Ok, không phải word ad luôn, một cái text thông thường nữa các bạn ơi, một cái text box thông thường thôi. Insert một text box thông thường thôi nha. Đó, tôi sẽ insert. Rồi tôi còn Ctrl V tôi dán nó vô. Rồi, ok. Đây là một cái text box thông thường. Tại sao vậy? Tại vì cái nó không có cái word ad gì cả các bạn ơi. Một cái text box và mình sẽ đi chỉnh cái gì? Mình sẽ chỉnh cái font nó to lên, đồng thời chỉnh thêm cái gì nữa? Đồng thời chỉnh thêm cái wrap text cho nó nữa các bạn. Nó bây giờ nó như vậy nha. Bây giờ đầu tiên tôi chỉnh cái font nó to lên nè, họ font to lên và nó canh giữa nữa, tôi thấy nè, nó canh giữa nè, đúng không? Canh giữa tôi canh giữa cho nó luôn. Đây, canh giữa nó. Rồi đầu tiên sau đó mình canh cái vị trí của nó. Mình coi margin như thế nào. Pay layout margin cho nó to ra xíu ha. Khi mà bạn chọn vô cái hộp này thì margin nó không được đâu, bạn bấm ra ngoài với bạn margin mới được. Narrow đi ha, cho to ra một xíu. Rồi thằng hộp này á, tôi sẽ đẩy nó đi xuống dưới nha. Wrap text tôi sẽ cho nó là inline with text ha, inline with text. Tại sao inline mà không là top and bottom? Cái nào cũng được các bạn ha, bạn làm cái nào cũng được, bạn chọn nó, bạn chọn top and bottom cũng được ha. Nó bị đẩy đi xuống dưới. Rồi xu hướng mới trong kinh doanh thoại di động, mình phải coi cái hộp này nó bự như thế nào. Nó bự tới gần nửa trang đó các bạn, gần nửa trang, gần một nửa đó. Thì cái trang của tôi á, là từ 0 đến 7 mấy nè, thì tôi cho gần một nửa là khoảng 3 rưỡi đi ha. Tôi chọn cái hộp này tôi kéo nó ra cho khoảng 3 rưỡi thôi, hoặc giả bạn có thể kéo trên cái thước này cũng được. Rồi còn trên dách lại ha. Rồi bây giờ tôi sẽ cho cái phông này nó to lên chút xíu nha. Tôi chọn lại cái hộp nè, tôi cho nó to lên để chi to tới đâu, to kinh doanh nè, kinh doanh nó đi xuống dưới. Rồi ok, to tới đây được rồi. Mình vào lại format và bây giờ bắt đầu mình bẻ chữ nha. Bẻ chữ mình wrap, ổ lọ mình text effect các bạn ơi, text effect transform đó. Transform cái chữ bẻ nó phải bẻ kiểu nào đây?
Nói chung là cái chỗ này là mình phải đi đi tìm, nó hơi mệt đó các bạn. À, cái bẻ chữ nè nó hơi mệt ở đây đó. Tôi sẽ đi tìm cái này, không phải đâu, cái này không phải, không phải, không phải, không phải. Ơi, chỗ này nè, hai hàng nữa bạn, này hai hàng được không ta? Đây 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 đây, ẻm đây, ẻm đây đó, xu hướng mới trong kinh doanh điện thoại di động đó. Ok, cũng được, được rồi, được, được rồi, được, được, được. Bây giờ mình sẽ cho này nó kéo kéo rộng rộng ra xíu, kéo lên xíu. Ơi, kéo xuống xíu đi, kéo xuống xíu đi, kéo xuống xíu đi, xuống miếng nữa đi, xuống miếng nữa đi. Ơi, tại sao vậy em ơi? Rồi thôi, được rồi, tôi cảm giác là nó cũng được, được chứ nó chưa có được lắm các bạn ơi. Tôi chọn vô cạnh đó ha. Mình kéo, mình kéo kéo đây nè bạn, kéo kéo xuống dưới này luôn nè, mình kéo lên đây chút xíu ha. Nó thôi được rồi, bây giờ vấn đề kế tiếp là xử lý cái bóng đổ bên dưới nè. À, bóng đổ bên dưới cũng dễ thôi, mình chọn này, mình tắt tắt cái viền nha, mình format nè, xếp outline nè, tại vì cái này là cái hộp mà mình no outline, mình tắt cái viền đó. Cái thằng này mình sẽ cho nó bon lên chút xíu. Bon không ta? Không, không cần bon. Rồi thôi được rồi, được rồi ha, được rồi nha. Đó, mình cho nó to lên xíu một miếng rồi, tại vì tôi thấy cái kích cỡ của cái chữ của nó đó, cảm giác là nó hơi dày chút xíu, chắc cái phông chữ của nó đó các bạn. À, mình đi kiếm cái phông chữ. Thôi được rồi, thôi 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 được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Cái phông này nó khác nữa các bạn, tôi thấy cái phông này nó hơi khác khác. Thôi được rồi. À, bây giờ tôi sẽ làm tiếp ha, tôi làm tiếp, tôi làm tiếp cái bóng ở bên dưới nè, xu hướng mới trong kinh doanh điện thoại di động nè. Thì tôi sẽ duplicate cái này, tôi còn trên D cái này nó, tôi sẽ duplicate nó. Rồi duplicate nó ha, duplicate nó sẽ được cái này, nó được cái này. Rồi bây giờ tôi sẽ format nó nè. Đầu tiên á, là tôi sẽ, các bạn thấy là cái nền của nó màu trắng nó che nè. Tôi sẽ set fill là no fill nha, thì cho nó không bị che. Rồi. Cái thằng này là thằng nằm ở trên đó các bạn, thằng này thằng nằm ở trên đó, thấy không? Đó, ok chưa? Đó, thằng nằm ở trên đó. Bây giờ mình sẽ đi chỉnh cái thằng nằm ở dưới nè. Giờ thằng nằm ở trên đó mình chỉnh, nó che thằng nằm dưới rồi, thôi mình kéo thằng nằm trên ra đi, mình chỉnh cái thằng nằm ở dưới. Rồi cái thằng nằm ở dưới mình chỉnh sao, mình chỉnh sao cho nó giống thôi các bạn. Mình chỉnh sao cho nó giống thôi. Rồi tôi vô format nha, tôi chọn là text field để chỉnh được cái màu xám xám như thế này đó. Xong rồi tôi kéo thằng này lên đó, đó. Kéo kéo nhích nhích nó chút xíu, bạn có thể sử dụng mấy nút mũi tên đó để bạn nhích nó đó. Ok chưa, xu hướng mới trong kinh doanh điện thoại di động đó. Ok chưa, đó, nó có cái bóng, nhưng mà cái này của tôi nó hơi, tôi cảm giác là nó hơi ấy đó các bạn, nó hơi lợt á, nó hơi lợt á. Tôi vô format ha, tôi chọn text field cho nó đậm lên chút xíu ha. Rồi tôi kéo này lại, tôi bấm nút lên ha, tôi kéo nó lên. Rồi tôi chỉnh lại cái mũi tên đó. Ok chưa, ok rồi ha. Rồi xích xuống miếng nữa đó, các bạn thấy là mình làm cái hiệu ứng nó cũng cũng được nha, cũng được. Nó không phải là shadow đâu, nó không phải là shadow, có thể nó cũng là shadow của ta, tại vì theo theo tôi biết nó có thể là shadow á. Thôi được rồi, đó là mình xử lý đó. Bây giờ mình test effect shadow coi, tại vì có mấy kiểu shadow. Shadow option, ok, shadow option. Rồi tôi sẽ chỉ cho bạn có thể sử dụng nó bằng shadow nha. Tôi sẽ kéo thằng này ra ngoài đây để cho bạn thấy một cái shadow như thế nào nha. Tôi test effect, tôi shadow nó, shadow option nó. Cái này là cái kiểu cách xử lý của mình thôi. Mình có thể, mình sẽ đi chọn cái dạng là nó chọn shadow bên này, shadow bên này mình transparent đó là bao nhiêu phần trăm đó, kích thước đó nó sẽ là 100%, tức là nó bằng thằng kia. Rồi bạn thấy đó, nó có cái chỗ là blur, blur nè, tức là làm mờ đó bạn, làm nhòa đó, thì mình sẽ tắt nó luôn. Nó sẽ ra cái kiểu kia. Rồi cái angle của nó mình sẽ chọn cái hướng của nó, cái hướng cho nó đi hướng này, rồi hướng này nè, nó
Distance là khoảng cách giữa cái shadow, cái bóng với cái đằng này. Mình có thể cho đây nè, bình thường nè, không có khoảng cách nè. Mình nhích lên cái, nhích lên cái, nhích lên cái. Nó bây giờ vấn đề là cái màu của cái shadow này các bạn. Màu của shadow này nó đen quá, mình chỉnh lại đây, mình chọn ra cái màu này. Nó hoặc giả là chọn ra cái màu này. Nó ok ha. Rồi mình close. Đó các bạn, hồi nãy giờ tôi hướng dẫn cho bạn á là edit cái shadow nó, mình không cần phải tạo một cái text box này mình xóa đi. Mình không cần phải tạo một cái text box đó. À, đúng không? Mình làm cái shadow này, wrap text là top bottom. Đúng không? Mình làm cái shadow cũng được đó bạn. Ok chưa? Để tôi chỉ lại, vô text effect chọn shadow và chọn hộp đi trước ha, chọn cái hộp, vô text effect chọn shadow và more shadow option các bạn. Thông thường thì nó không có mặc định đâu, cái kiểu này nó không mặc định. Rồi transparent là cái độ mờ của nó đó. Các bạn có thể cho nó màu đen cũng được, cho nó màu đen nhưng mà bạn làm cho nó mờ nhiều nhiều lên thì nó cũng ra khoảng xám xám thôi, cũng không có gì. Kích cỡ của nó thì 100% bằng ha. Blur thì mình tắt blur đi, blur cái làm mờ các bạn, mình tắt blur đi ha. Mình không muốn nó mờ, angle mình muốn cái hướng nó như thế nào nó, mình chỉnh cái hướng nó. Không, mình chỉnh cái hướng nó, các bạn thấy cái hướng của nó xoay đó. Đó, mình muốn cái hướng giống giống á, distance khoảng cách cho nó xa xa chút xíu nó ok. Xong. Ok ha. Rồi. Tiếp tục nè. Ngày nay nè, khi điện thoại nè. Rồi ok. Cái chỗ này các bạn thấy á, mình không còn trên ít ha, mình cắt cái đó đi. Chỗ này á các bạn có thể làm theo kiểu là một cái text box hoặc là một cái table, nhưng mà cái table để bạn di chuyển vô vị trí này nó cũng hơi khó. Tại sao vậy? Tại vì chỗ này á thằng xu hướng mới á, mình làm top bottom rồi. Nó bị cắt ngang rồi, đúng không? Cho nên nó hơi bị khó, cho nên nó chỗ này mình sẽ insert một cái text box nữa các bạn. Mình sẽ làm một cái text box nữa mình dán vô ha. Rồi. Mình chuyển qua cái chỗ này. Rồi xong, bây giờ mình chỉnh cái viền lại nè. Shape outline nè, mình chỉnh cái dash nè, cái đường viền của nó lại. Đường viền của nó, đường viền của nó. Ôi chết rồi. More line mình kiếm thêm đường ha. Mình more line, tại vì á sharp outline á, cái dash nè, cái đường viền của nó viền nó không có cái dạng của mình more line để mình lấy những cái viền khác nữa. Mình chọn là chế độ là đâu 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 bộ đường đường hai đường ha. Tab tile là đường thẳng đúng không, compound tile là mấy đường, các bạn có thể chọn là một đường hoặc hai đường. Tôi sẽ chọn hai đường giống theo cái đề thôi, cái đề này nó có cái viền nó hai đường nè các bạn. Cái viền nó hai đường không, viền nó hai đường nè, tôi chỉ chọn hai đường, chiều rộng của nó. Rồi tôi close thử coi. Rồi tôi sẽ shape outline more line. Ủa sao nó không áp dụng vô ta, style cap tie. Rồi ok, mấy này đúng rồi mà, bao hai đường, kích thước nó to to lên chút xíu để cho nó hiện ra các bạn ơi. Đó. À, mình cho kích thước nó, style của nó to to lên xíu, tại style nó 0.75 nhỏ xíu à. Tại vì các bạn thấy á, khi mà bạn chọn vô đây ha, bạn vô shape outline á, dash nè, more line nè, bạn làm thêm nhiều cái đường khác đó, bạn không thấy cái nút apply hay nút ok gì ở đây cả. Cho nên á khi bạn thay đổi bất kỳ cái gì đây thì đây nó sẽ thay đổi ngay lập tức cho bạn nhìn thấy luôn á ha. Rồi bây giờ mình sẽ fill nó, sẽ fill nó cái màu này đúng không? Màu này đi, giống giống màu này mà. Rồi ok đúng rồi. Xong một em nữa. Nhưng mà cái này là khách hàng nè các bạn, khách hàng nè, khách hàng chung một hàng nè. Tức là cái ô của mình hơi bị nhỏ đó. Đó, mình cho cái hộp bự ra chút xíu. Canh gì đây? Canh gì đây? Canh gì đây? Rồi thôi, được rồi. Tiếp tục là thằng này á, bạn thấy là một cột, hai cột các bạn, ba cột các bạn. Có thể cho đến thoại IP nè, như điện thoại IP nè. Đây có thể cho đến như điện thoại IP, bạn sẽ khối hàng đó là pay layout bằng column, bạn chọn ba cột ha, thằng này ba cột nha. Và các cột nó có cái gì nữa, có cái viền nữa. Bây giờ mình sẽ vô column, mình mo column luôn, mình mo column, mình chọn ba cột và mình chọn line between và mình ok ha. Rồi bây giờ cái vấn đề là cái cột ở chính giữa này nè, vấn đề quan trọng là cột chính giữa nó phải trống, mà ở chính giữa nó có nè, và cái kích cỡ cột chính giữa nó phải nhỏ. Ơi ok, mình sẽ chỉnh cái cột giữa nhỏ lại. Cột giữa mình sẽ chỉnh nhỏ lại. Các bạn thấy là khi bạn thay đổi đây á, khi bạn thay đổi đây á, thì khoảng cách cái độ rộng của cả ba cột đều như nhau đó các bạn. Bạn để ý không, độ rộng ba cột đều nhau. Bây giờ mình phải vô đây mình cài đặt lại.
Mình vô đây, mình vô column, mình mo column nè. Mình cài đặt lại thằng này. Mình tắt cái equal column wide, mình tắt cái gì? Độ rộng của các cột nó bằng nhau, mình tắt nó đi. Rồi mình ok. Đó thì lúc này á mình sẽ chỉnh từng từng cái độ rộng đó. Độ rộng cột 1 nè, độ rộng cột 3 nè. Đó. Hoặc giả bạn muốn hai cái cột 1, cột 3 bằng nhau, bạn vô mo column. Cột 1 á nó rộng hiện tại là 2 inch. Cột 3 nó rộng là 1.4 inch. Thì bạn chọn là gì đây? Là 2 inch và ok. Tức là cột 3 bây giờ 2 inch và cột 1 cũng 2 inch. Tiếp tục là cái đường nè, cái đường viền nè. Còn trên dách lại ha. Rồi. Đây, cái nút này là chỉnh cái text đó các bạn. Giờ mình sẽ cho cái độ rộng của cái cột này nó nhỏ lại. Cái spacing đó, nó nhỏ lại. Spacing mình cho nó nhỏ lại. Rồi ok. Bây giờ cột 3, ô cột. Rồi mình sẽ di chuyển nguyên cái đám này qua bên bên này luôn. Đây dạ, mình di chuyển cái cột này qua. Nó. Rồi ok, rồi ok, ok. Rồi. Các bạn cứ ngồi bạn chỉnh mấy này thôi. Cho cái cột này, bây giờ muốn cái cột này mà nó không có cái gì đó thì bạn có thể chèn một cái sáp vô trong này các bạn. Chèn một cái sáp vô này. Trong cái cột 2 mà muốn không cái gì nè, cái cách ở cái điện thoại di động đời mới, điện thoại di động đời mới đâu có tiêu rồi. Đây, nó phải cắt ở khúc này, tao sẽ enter nhiều nhiều ha. Enter rồi mình cố gắng mình đẩy mấy này đi xuống. Đẩy mấy này qua cột bên kia. Rồi. Mình enter nhiều quá đó. Enter nhiều quá nó cũng không 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 có ấy không. Nó có một khúc ở dưới này nữa các bạn. Bạn 16 bớt enter. Bây giờ mình sẽ để con chuột vô đây nha. Mình sẽ insert một cái shape nha. Tại vì nó còn cái shape này nữa. Cái shape này là biết rồi đúng không? Shape này là cái dưới này nè, cái flower shape đây. Đây là nó nè. Mình sẽ insert vô vị trí này. Insert vô vị trí này. Rồi cái mấy thằng này mình dục qua bên này. Rồi. Đó, mình dục cái mấy thằng này qua. Rồi ok. Bây giờ chọn new ha. NEW có gì không? N viết hoa. Rồi ok, new. Bây giờ mình sẽ chọn lại cái hộp này. Mình sẽ cho cái màu của nó là fill màu vàng ha. Shape fill vô màu vàng. Rồi text fill của nó màu đen. Text fill màu đen, kích thước vào hôm cho kích thước nó to lên. Rồi ok. Bây giờ mình vô format nè, mình chọn wrap text nè. Cái chỗ này mình sẽ chọn là top and bottom. Top and bottom. Bây giờ mình sẽ cố gắng mình chỉnh lại ha. Hồi nãy mình enter là mình bậy đó. Bây giờ mình sẽ cố gắng mình chỉnh lại. Dạ. Rồi, hôm nay mình chọn top bottom không được rồi. Wrap text mình sẽ chọn là tie hay là square. Ok, square được. Square được nè các bạn. Mình sẽ xóa một bớt một số cái thằng enter ở đây. Các bạn thấy tôi xóa nè. Tôi xóa nè, xóa bớt những cái thằng enter ở đây để đưa cái thằng đặc điểm lên trên. Rồi. Cái hộp này tôi cũng dời lên trên này ha. Đó, là xong rồi đó các bạn. Khả năng này mình đưa nó xuống đây chút xíu. Mình xóa bớt. Tức là cho đến nay cái nhà khoa học rồi. Ok, cái khúc này nằm ở dưới các bạn ơi. Nằm dưới tại vì thằng này mình cho nó bự quá. Cho bự quá nó ảnh hưởng tới những thằng còn lại. Ảnh hưởng những thằng còn lại thôi cũng được rồi. Thằng này mình nhích xuống chút xíu được không? Nhích xuống xíu. Nó phải ở chính giữa ha. Nó ở chính giữa thì thôi mình enter một chút xíu. Dạ. Nó để mình đẩy thằng kia qua, thằng này chính giữa rồi, ok được rồi. Cái này mình đưa nó lên đây chút xíu rồi thôi được rồi. Nói chung nó cũng không có gì mà nhiều ấy ha. Thôi được rồi ha. Bây giờ mình sẽ cho rớp kép hai này nữa là xong. Chọn vô nó, vô insert rớp kép nó 1 em, đặt điểm vô rớp kép 2 em. Rồi rớp kép mấy hàng đây? Thằng C này chỉ có 2 hàng mà thằng D này 3 hàng. Thằng D này dội qua đây thì bạn cứ kéo dục nó về lên. D này. Rồi dục nó về. Cái hộp này nó hơi bị to đúng không? Hơi bị to. Mình cho cái hộp này nó nhỏ lại một xíu. Nhích qua đây một xíu. Đó. Rồi cái thằng này mình di chuyển lên. Di chuyển lên.
Tại vì cái thằng này nè các bạn ơi, rap tag của nó mình chọn là Thai hay là True, Swear, Top Bottom cũng không được. Thằng này mệt lắm. Kéo này xích lên miếng là xong. Rồi, ok. À, thằng này nó ba hàng rồi, thằng này nó bị xuống này chút xíu, mình kéo thằng này lên chút xíu. Sử dụng bộ đàm. Rồi, ok. Ok ha, vậy được rồi. Ok đi. Ây da, thằng này. Rồi, được rồi. Này mình kéo cái hộp này lên chút xíu ha. Chọn cái hộp nè. Nhỏ 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 là xíu để đi ba hàng. Rồi, được rồi. Thằng này mình hai hàng thôi, mình chọn cái nó, mình nhấp chuột phải, mình chọn rớp kép. Và mình chọn like to rớp, mình chọn về hai hàng nữa ha. Mình ok thì nó sẽ tự động về hai hàng. Tại cái đằng này nè, cái này nó khó chỉnh lắm các bạn, khó chỉnh lắm. Rồi, cái thằng này bị đẩy lên thì mình kéo nó xuống thôi. Cái này nó không quan trọng, thằng này muốn đi đâu đi. Nó mấy thằng này á mình phải chỉnh nhiều mình mới quen chứ. À, thằng dưới này thì dễ bạn ơi. Thằng dưới này là một cái table nữa bạn. Table trên hai hàng hai cột, hàng đầu thì mẹt hai kia lại, hàng dưới thì ok ha. Bây giờ mình sẽ insert một cái table. Mình sẽ để chuột vô đây ha, chắc chắn là nó không có nằm ở ở trong cái column ha. Mình sẽ insert cái table hai hàng hai cột, hàng đầu mình sẽ mẹt nó vô layout, mình sẽ mẹt mẹt cell nó. Rồi, hàng dưới thì mình kéo này qua đây chút xíu. Rồi, bây giờ mình sẽ copy nè, cho đến nguyên tắc phòng ngừa sao hai chấm, Ctrl X ha, Ctrl V đây. Nếu như hàng dưới này mình bấm nút backspace để mình xóa nó. Bên này là chú ý, chú ý. Rồi, cái này là copy nguyên đám này nha. Ctrl X dán qua bên này. Rồi xóa cái hàng cuối luôn đi ha. Khối khối mấy này lại, khối cái hàng này lại, mình chọn là số 1 2 3 4. Rồi ok, mấy cái điện thoại di động mình bon nó lên. Ctrl B, khối lại Ctrl B, nhấp đâu vô nó là chọn nó, Ctrl B. Sử dụng rồi ok. Cái thằng chú ý này có dấu chấm cảm nữa. Rồi chữ ý này cũng viết hoa nữa các bạn, ý viết hoa. Ý viết hoa rồi. Thằng này á, mình sẽ làm sao cho nó về chính giữa cái bảng các bạn ơi. Đúng không? Thằng này cũng canh giữa cái bảng nè, thằng này cũng đi ra chính giữa bảng nè. Bây giờ thằng này nè, bây giờ canh giữa nè, mình vô layout nè. Mình chọn canh giữa nè. Ok ha, chọn vô đây luôn, chú ý cũng làm y chang vậy, nó sẽ canh chính giữa hết tất cả. Rồi, bây giờ cái chú ý này á mình sẽ cho nó bự lên, vô home và mình cho nó bự 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 lên. Cái chữ của nó phải đổi thành màu trắng các bạn ơi. Bây giờ tôi sẽ fill ha, tô tô màu nó màu đen. Và cái text của nó phải lên màu trắng. Đó, ồ không phải màu đen các bạn ơi, màu màu ấy, tôi fill nó màu xám xám. Đó, xám xám rồi, được rồi, màu này được rồi. Ở trên này tôi cũng fill nó thành màu ấy luôn. Tôi cũng fill nó thành một cái màu màu cỡ như thế này, màu xanh xanh như thế này. Rồi, nguyên đám này tôi chọn nó và tôi Ctrl Y nữa. Rồi thằng này khoảng cách giữa hai thằng đó đó, tôi sẽ kéo cho nó bự bự ra chút xíu, đúng không? Kéo cho bự bự ra chút xíu. Này cũng vậy, kéo cho bự bự ra chút xíu. Rồi, nguyên cái đám này luôn, mình cũng phải canh giữa, vô layout mình canh giữa nó luôn. Thì ra xin lỗi các bạn. Xin lỗi các bạn, canh bên trái này thôi. Canh giữa nhưng mà giữa bên trái các bạn, chứ không phải là chính giữa này, giữa bên trái này. Ok ha. Rồi xong. À, tôi còn Ctrl S để tôi lưu nó lại. Xong rồi, xong rồi. Cái bài Word này thì xong rồi. Đó các bạn, bạn nhìn lại có một vài chỗ mình không có vừa ý, ví dụ như cái chỗ này, cái chỗ này mình không có vừa ý thôi cũng được, không có sao hết, không sao nha. Rồi, mấy này cũng ok thôi, được rồi, tới đây là điểm cũng được 0,10 thì cũng 9,5 rồi nha. Tôi còn trên S tôi lưu lại và tôi tắt nó đi nha. Rồi, bây giờ tôi sẽ đi làm tiếp cái bài bao boy. Bạn cứ bấm giờ đi, nãy giờ tôi nói nhiều mà tôi làm được có 34 phút rồi các bạn, xong hai phần tôi được 5 điểm rồi đó. 34 phút rồi đó. Đó, các bạn nhớ ha, 5 điểm này là chưa chắc đậu nha. Tại vì phần Word, phần PowerPoint và Excel bạn không làm được gì cả nha. Thì bạn cũng bị lỗi đó. PowerPoint và Excel bạn phải có điểm nha. Bạn có ít nhất là một hai điểm, một nửa số điểm của PowerPoint và Excel đó. Ví dụ như PowerPoint này một điểm nè thì ít nhất bạn phải có nửa điểm của nó bạn mới được nha. Chứ bạn đừng có nói là tôi làm được cỡ 5 điểm mà tôi bỏ là sai nha. Rồi bây giờ quay lại PowerPoint nè. Thiết kế tập tin bài thi BB tôi sẽ còn lên C ha. Trong thư mục đang làm việc gồm hai slide. Ô, cái đề này dễ ta. Rồi tôi mở PowerPoint lên. Mở PowerPoint tôi còn trên S để tôi lưu nó lại. Lưu vào ổ D nè, K1 nè, đề 3 nè nha.
và tôi sẽ lưu, hồi nãy tôi copy nó rồi nha, tôi còn trên V nó ra bài thi BBT và tôi lưu nó lại. Rồi ok, đây tôi đang làm việc ở bài thi BB và nó nằm ở trong cái thư mục này. Bây giờ xin lỗi các bạn, nằm ở trong cái thư mục làm việc của tôi. Đây, bài thi BBT và bài thi BBT đang mở nè, hai cái file nè, cái file này dấu ngã là đang mở nè. Ok ha. Rồi quay lại đây, BBT vô đây. Rồi, bây giờ đọc đề thử nha. Thiết kế này gồm hai slide, slide 2 là tự động xuất hiện sau slide 1 3 giây, cái này là đảm bảo được nha, dễ mà. Transform 3 giây thôi. Tạo hiệu ứng chuyển động tùy chọn cho các đối tượng trên từng slide. À, tùy chọn là mình muốn nó hiệu ứng chuyển động gì, animation gì cũng được. Hiệu ứng ở mỗi slide phải khác nhau, must be different nha. Hiệu ứng mỗi slide phải khác nhau. Rồi ok. Cái này là mình làm nha. Rồi, cái này tốn cũng khoảng 10 phút chứ không phải ít đâu nha. Đầu tiên là thiết kế cái team nó cái đã. Vô design cái team nó là team gì? Đây, team này nữa các bạn. Team flow nữa các bạn. Đây, team flow. Tại sao tôi biết? Tôi chọn đây nè, tôi nhìn thấy thằng nào màu xanh dương thì tôi kiếm thôi. Không, nè, cái team của nó màu xanh dương này thì tôi chọn thôi. Bây giờ tôi nhìn vô đây á, này xanh dương mà có phải ngã ngã dấu ngã ngã gì cái này nè, cái ngã ngã gì đây không? Không phải, đi kiếm thằng xanh dương này với xanh dương này. Xanh dương này thấy giống thì chọn thôi nè, có ngã ngã nè không? Có cái abstract nó. Rồi ok. Slide 1 là bền với thời gian. À, mấy cái vòng tròn này là mấy cái shape đó bạn, tôi sẽ chỉ cho bạn vẽ những cái shape đó. Vô insert shape nha. Shape vẽ một cái vòng tròn nha. Vẽ một cái vòng tròn. Rồi. À, bạn vòng tròn nằm dưới này nè, này là recent use shape, thì nếu rằng đây bạn đã xài nó thì nó sẽ hiện ra, còn không thì bạn chọn cái váy sự shape này. Hình oval là hình ellipse đó bạn, ellipse đó. Nhưng mà chúng ta sẽ, dạ xin lỗi bạn, bấm lại ha, chúng ta sẽ đè nút shift để chúng ta vẽ vòng tròn nha, đè nút shift nha, đè nút shift nha. Rồi mình vẽ xong một cái vòng tròn. Ơi, vòng tròn này mặc định luôn rồi, hi. Rồi mình chọn nó, sau đó đó bạn, trong cái vòng tròn của thằng này nè, cái dấu cái nút ấy đâu tiêu rồi. Ơi, thằng này không có, thôi delete nó đi, delete đi, nó không phải rồi, không phải thằng đó bạn ơi. Mình chọn cái thằng nào đây, thằng này nè, thằng này nhá, pi nè, là cái mảnh nè. Tại vì tôi tính vòng tròn á, nó sẽ có cái nút giống như cái nút pi nè, đè nút shift vẽ luôn nha. Nó có cái này nè, thì mình có thể kéo vòng tròn, tôi tính là mình có thể kéo như vậy ha. Nhưng mà thôi bây giờ mình chọn bi, tức là vòng tròn không phải thì chắc chắn có cái thằng khác phải thôi. À, tôi đè nút shift đừng, tôi cho nó nhỏ lại ha, cho nó nhỏ lại, đẹp shift nha. Rồi tôi để nó vị trí này, vị trí này đúng chưa? À, bên dưới cái viền này nè, và nó nhỏ hơn nữa bạn, nhỏ hơn và nó bên dưới cái viền đó. Rồi ok, đây một em tôi còn cho d, tôi duplicate nó, tôi dục nó ở dưới vị trí này đúng không, dưới vị trí này. Rồi bây giờ làm sao đây, mình phải lật cái thằng này lại, mình phải lật thằng này lại, mình có thể nhấp vô chuột phải vô nó, sign position ha, mình lật nó, có tính năng lật mà ta, rotate nè các bạn, rotate nè, flip nó, rotate left 90 độ nè, nó sẽ lật lại ha, chọn vô format ha, rotate nó, tôi biết có mà, tôi không ấy biết có. Bền với thời gian, đa dạng mẫu mã, chủng loại phong phú. Rồi cái này mình phải đánh thôi. Bền với thời gian. À, xóa cái hộp này đi nha, xóa cái hộp này đi. Mình sẽ sử dụng cái hộp này. À, bây giờ cái bền với thời gian là nằm đâu? Ở ngay bên dưới thằng này đúng không? Tôi đang vẽ cái, cố tình vẽ cái hộp cho các bạn thấy nè. Đúng không? Cái hộp của nó thì mình chỉnh cái hộp trước đi. Rồi lát mình chỉnh phong sao. À, ngay bên dưới thằng này. Thằng này. Đó, đây. Đó, được chưa? À, rồi bền với thời gian, đầu tiên là bền với thời gian, cái này mình phải đánh máy thôi, bạn đánh chậm thì bạn thua thôi. Đa dạng mẫu mã, rồi chủng loại phong phú, rồi ok. Bây giờ á, mình chỉnh cái phong bự lên ha, và đầu tiên mình phải canh nó bên trái trước cái đã. À, canh trái rồi chỉnh phong to 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 lên, chữ phú nhảy xuống dưới, rồi ok, quá đẹp. Rồi cái này là cái gì đây, Panasonic. Rồi ok, cái này vẫn là một cái sáp thôi các bạn ơi, cái này vẫn là một cái sáp hoặc là một text box tùy theo các bạn thôi, bạn thích text box thì bạn xài text box thôi. À, mình sẽ insert một cái, mình có thể chèn một cái sáp hình chữ nhật vô đây cũng được. À, và mình đánh vô, Panasonic, Panasonic. Rồi ok,
Thằng này thì nó không có không có nhớ chữ phải ha, sign position. Cái thằng này mình nó không có cho mình chỉnh cái đường của cái hướng á, cái hướng chữ các bạn, nó không cho mình chỉnh cái hướng chữ rồi. Không cho chỉnh hướng chữ thì mình sẽ vô home, mình sẽ cho nó bự lên, nó cho nó bự lên tự động cái chữ nó bị ấy xuống à. Đó. Đó, rồi. 44 thì chữ X nó nằm chung với nhau, mình enter xuống cho chữ X nó xuống dưới. Rồi, ok được chưa? Panasonic thì nó nhỏ nhỏ xíu, khoảng cách giữa các chữ nó cũng nhỏ thôi. Mình làm kiểu này là mình sai rồi đó. Mình cần trên nhắc lại. Mình nhắc lại nha. Tôi thấy cái tính năng đó đâu rồi đó. Rồi, còn trên Y nha. Đây, đây tôi đánh xong Panasonic đó, chọn text direction này các bạn. Vô home ha. Home text direction cái hướng chữ. Mình sẽ chọn cái hướng gì đây? Panasonic stack nè. Rồi. Cho nó to lên xíu, to lên xíu rồi. Bây giờ mình chỉnh format thằng này lại, shape fill á cho nó màu xanh. Rồi, shape outline là no outline là xong. Đúng không? À cái text á, cái text effect này á, cái text effect này nó màu đỏ đỏ mà trong này không có màu đỏ rồi. Không có màu đỏ thì text outline màu đỏ. Xong. Tôi thấy cái outline của nó màu đỏ cho nên tôi chọn text outline màu đỏ thôi. Rồi, quá đẹp ha, quá đẹp. Thôi được rồi. Cái slide đầu tiên là coi như là ok nha. Slide đầu tiên coi như ok, cái hộp đầu tiên là nó hơi nhích nhích lên trên kia chút xíu. Tôi sẽ di chuyển cái hộp lên đây chút xíu nha. Nó tới kéo xuống tuốt với chữ phú luôn. Rồi. Thằng này nhích vô trong chút xíu đi. Nó phải đây đúng rồi mà ta. À, nó xích vô trong chút xíu. Nó nằm ở cái chỗ chính giữa của cái nhỉnh lên này nè. Đó. Thì cái bền với thời gian này nó phải đi vô trong. Đó. Rồi được rồi. Còn Panasonic này thì nó ở đây. Hợp lý. Rồi kéo xuống tới phú. Cho cái chữ Panasonic to lên vô home. Big nó lên. Rồi ok được rồi. Rồi. Tôi cảm giác là nó ok thôi. Mình còn Ctrl S để mình lưu nó lại. Mình tạo slide mới nha. Tạo slide mới các sản phẩm điện tử, điện lạnh, điện gia dụng. Mình chưa làm đâu. Nãy giờ mình chỉ thiết kế thôi. Mình chọn là New Slide. Chọn cái slide này nha. Slide này tùy theo các bạn thôi. Các sản phẩm. Cái style của cái này cũng khác ha. Điện tử, điện lạnh. Chữ đầu không cần viết qua cũng được. Nó tự động ấy hà. Rồi chấm chấm chấm. Mấy dấu chấm này đầu tiên á. Đầu tiên á mình không cần vô slide master chi ha. Không cần vô slide master chi mệt. Nhấp chữ phải vô này chọn chọn bullet and numbering nữa các bạn. Chọn more bullet and numbering. Giờ bạn phải chỉnh lại cái màu của mấy cái bullet numbering là màu đen nha. Đó mình ok một cái. Ây da, khói hết nguyên đám này. Nhấp chữ phải. Chọn bullet and numbering nè. Rồi, mình chọn lại màu đen nha. Ok, tại sao vậy? Tại vì để cho màu đen, mình chọn màu đen thôi. Giờ các sản phẩm nè, các sản phẩm này á mình cũng chỉnh cái style quạt ạt của nó lại cái kiểu của nó. Rồi sau đó mình chỉnh nó đi vô giữa đây. Hoặc giả là bạn để đây đi, bạn canh giữa nó vô home, canh giữa nó. Đó, các sản phẩm ở giữa. Rồi, điện điện tử, điện lạnh thì mình sẽ nhích nó vô trong. Đây. Mình cho kích thước của nó to lên nha. Thằng này tôi canh trái nó đi, tôi nhích nó qua đây đi. Các sản phẩm điện điện tử, điện lạnh. Thằng này tôi sẽ đi cho nó xuống dưới chút xíu, kéo cái hộp xuống chút xíu. Kéo cạnh trên của nó là mấy thằng trên đi theo thôi. Nhích nó lên chút xíu. Rồi ok. Rồi tới đây được rồi, cảm giác được rồi thôi. Ok, sell nó à. Còn cho nó sell lại. Rồi, bây giờ mình sẽ đọc tiếp nè. Tạo hiệu ứng chuyển động tùy chọn cách đối tượng trên từng slide. Slide 2 tự động xuất hiện sau slide 1 3 giây. Rồi, hiệu ứng mỗi slide phải khác nhau, hiệu ứng chuyển động, hiệu ứng tự động xuất hiện, hiệu ứng mỗi slide khác nhau. Rồi ok, được rồi. Bây giờ tôi sẽ giải quyết câu đầu tiên cho các bạn, đó là slide 2 tự động xuất hiện sau slide 1 3 giây. Rồi, tôi chọn slide 2, tôi chọn transition.
tắt cái on mouse đi, after 3 giây 1 2 3 nhấp 3 cái là ra 3 giây. Xong. Tạo hiệu ứng chuyển động, tức là slide 2 nó nhảy sau slide 1 3 giây nha. Rồi, bây giờ mình sẽ muốn biết đúng hay sai á, nhấp vô nút này. Slide show. Dạ xin lỗi các bạn. Bạn vô lại slide 1, bạn bấm vô nút này. À, 1 2 3 đâu? Không có. Oh. Đây. Lỗi rồi. Tại sao vậy? Tại vì á, nếu bạn chỉnh á cái slide 2, bạn đang đứng slide 2 mà bạn chỉnh after á 3 giây á là nó sẽ tắt, sau 3 giây nó sẽ nhảy qua slide 3 mà nó không có slide 3. Ok ha. Chúng ta phải chỉnh lại slide 1 là after 3 giây, 1 2 3. Slide 2 chúng ta tắt cái after đi. À, tích lại cái on mouse click. Xong nha. Như vậy là sao? Là slide 1 nè, sau 3 giây nó sẽ nhảy qua slide 2, slide 2 nó sẽ tồn tại mãi mãi đến khi mình on mouse click, đến khi mình nút chuột nha. Bây giờ mình sẽ quay lại slide 1 hoặc dạ bấm F5. Bấm F5, 1 2 3 nhảy đi. Rồi, ok, các sản phẩm ha, tự nhảy đó. Bây giờ tới đây mình chỉ cần nhấp chuột cái là end slide luôn, nhấp F kép đừng thoát ra ha. Rồi. Quay đây, tạo hiệu ứng chuyển động tùy chọn cho các đối tượng trên từng slide. Bây giờ á thằng này animation nha, tạo hiệu ứng chuyển động nha. Bây giờ á là em basic đó, chuyển động của nó đó. Giờ mình sẽ chọn là nào cũng được các bạn ơi. Một nè, mình sẽ chọn thằng này một nè. Tới thằng này á là mình sẽ chọn, nãy mình chọn là peer đúng không? Bây giờ mình chọn pet. Tại sao vậy? Tại vì hiệu ứng mỗi slide phải khác nhau các bạn. Hiệu ứng mỗi slide phải khác nhau. Rồi cái hiệu ứng này á, có thể là gì các bạn? Là transition. Bây giờ tôi chọn transition slide 1 là kích, transition slide 2 là fade ha. Miễn sao hai này khác nhau là ok rồi. Bây giờ tới thằng này nè. Thằng này vô animation chọn appear, thằng này là fade. Thằng này á mình sẽ chọn là fly in. Thằng này á mình sẽ chọn là float in. Ok chưa các bạn? Mình phải làm cho mấy này nó khác nhau. Rồi mình qua cái slide 2 là các sản phẩm là đối tượng đầu tiên nè. Mình chọn là slit và mấy này á mình chọn là why. Ok ha. Đó, mình chọn từng thằng là hiệu ứng của mỗi slide phải khác nhau. Hiệu ứng mỗi slide phải khác nhau. Có thể cái từ hiệu ứng thì tôi không hiểu, có thể là nó transition ở slide 1 nó phải khác transition slide 2, mà transition slide 1 là kích, transition slide 2 là fade. Ok, bây giờ trong slide 1 á là animation có những phần tử nào, 1 2 3 4, nãy mình tạo 4 phần tử thì mình sẽ chỉnh animation cho từng thằng appear, fade, play in, load in. Rồi sau đó mình qua số 2 mình cũng chỉnh, hồi nãy tới load in đúng không? Rồi có hai phần tử là các sản phẩm, mình chọn slit và này mình chọn why đúng không? Miễn sao nó khác nhau được rồi. Mình cứ chọn theo thứ tự hiển thị trên animation đi. Rồi, ok. Xong rồi á, các bạn hãy lưu nó lại qua PowerPoint ha, Ctrl S lưu lại. Rồi, sau khi làm xong á thì bài này không 9,5 thì 10. Tại vì có một số chỗ nó cũng không có đúng các bạn, một số chỗ tôi làm nó cũng không có đẹp. Cho nên á tôi nghĩ là không 9,5 thì cũng 10 cái bài này. Ok ha. Rồi tôi tắt PowerPoint đi, tôi lưu nó lại rồi tôi mới tắt nha. Rồi tôi qua cái bài thi cuối cùng là bài Excel của tôi, nãy giờ mấy phút rồi ta? Lâu dữ tờ, bài PowerPoint tới 15 phút vậy. Thôi qua Excel nè. Trình bày bản tính. Đề thi thì cho 120 phút mà tôi làm chắc cỡ 60 phút là xong các bạn. Rồi, trình bày bản tính lập công thức theo ô chấm hỏi, lưu bản tính dưới bài thi Excel tôi khối này là tôi copy nha. Tôi còn trên C ha, bây giờ tôi mở cái Excel lên. Rồi, nhấp đôi mở lên. Rồi, còn trên S để lưu nó lại. Bây giờ lưu vô ổ D K1. Đề này. Rồi. Còn trên V ha, nhấp vô một cái là nó khói tất cả, còn trên V dán ra bài thi Excel và nó tự động lưu với dạng XLSX nè. Excel nó là xong. Ơi nói nhiều quá, mệt quá. Bây giờ tôi sẽ copy cửa hàng vật liệu Kim Sơn nha. Còn trên C copy nó, nhấp đầu vô đây dán ra cửa hàng vật liệu Kim Sơn. Thằng này bạn thấy chữ liễu này nè, nó bậy quá, bạn chỉnh lại cái phong Arial nha. Phong Arial. Arial. Arial, chỉnh lại phong Arial thì cái từ liệu này nó sẽ không có ấy nữa. Nhấp đầu vô còn trật. Thôi. Dán lại đi ha. Rồi ok được rồi. Mã sản xuất nè. Giờ mình phải đánh thôi, mã SX, mã sản xuất, tab một cái, dung tích loại tên hàng. Dung tích tab một cái, loại tab một cái, tên hàng tab một cái. Tên nhà sản xuất, số lượng đơn giá. Tên nhà sản xuất, số lượng đơn giá. Rồi. Cái gì vậy trời ơi?
tám một cái. Thành tiền ghi chú. Thành tiền, ô cái này tính nhiều ha. Cái này tính khá là nhiều đó. Rồi xuống dưới này. TTTTHW. TT enter TT HW. MN MN tờ phờ MN MN tờ phờ à, tức là cái gì đó. Trường Tuyền gì Minh Nghĩa Thành Phát gì đó. Rồi dung tích 200 500 500 1000. Nó mình phải đánh thôi. 200 enter 200 500 1000. Ây da, 1000 mà đánh 100 thôi chắc chết quá. À, hơn nhau tới 10.000 lần, à, tới 10 lần. 200 500 1200. 200 500 1000. Ủa dữ gì vậy ta? Ủa. TTTHW. À thiếu một cái HW rồi. À, bây giờ lỡ thiếu sao? Nhấp chuột phải vô insert một hàng nữa. À, di chuyển mấy này lên trên. Thằng này là HW. Rồi, ok. 200. Đó, nhớ phải đánh đúng nha. Tôi thì tôi biết tôi đang làm cái gì cho nên tôi mới khói mấy đó là tôi di chuyển nó lên trên đó. Thằng này là 500. 200 500 500 1000. Rồi 200 500 1200. Rồi ok, TT TT HW HW MN MN thành phố TT HW HW MN MN rồi ok. INN nói vậy chả bấm được đâu, phải coi lại. I enter N. À, các bạn bấm cấp lóc luôn ha, bạn I enter N N rồi I. Rồi I N I N. Rồi ok. À, số lượng 10 30 45 50. Số lượng nè, 10 nè. 30 45 50. 30 45 50. 80 70 160, 80 70 100 và 60 enter. Xong mệt quá đi. Bây giờ mình sẽ chọn hết nguyên đám này, mình sẽ on border nó nha. Rồi mình chọn cái thằng này nè, nguyên cái đám này mình bê nó lên. Rồi ok. Rồi. À, bây giờ mình sẽ chỉnh mấy này lại ha. Thằng này mình sẽ mạt nó luôn các bạn. Mạt sale mình bon nó, mình chỉnh kích thước nó bự bự lên. Rồi ok. Nha, mấy thằng này chắc mình cũng cho nó bự lên đi ha. Thôi thôi khỏi khỏi. Tôi sẽ zoom vô như thế này. À, tôi lăn chuột, tôi zoom vô này. À, cho nó bự thôi. Rồi. Bạn có thể khói mấy này lại, bạn chỉnh kích thước của nó bự lên cũng được. À, cho kích thước 14 đi cũng được. Mình zoom này ra nó. À, khi mà bạn chỉnh vậy đó, bắt buộc bạn phải kéo mấy cái cột này ra tại vì nó bị che nè. Không? Bị che đó. À, bạn chỉnh lên cũng được. Rồi. Bảng 1 là mã. Bây giờ tất cả là 14 hết luôn, đúng không? Tôi sẽ Ctrl A, thằng tôi chọn Ctrl A. Tôi chọn tất cả các ô và tôi chỉnh lại về 14. À, tại vì chỉnh á, nếu bạn không chỉnh 14 lát bạn đánh ở đây nó có 11 hà. Bạn phải chỉnh lại nữa cho nên á mình chọn ô màu trắng ở đây mình Ctrl A. À, Ctrl Z lại đi. Tự nhiên có mờ gì đây nữa sư phụ. À, mình bấm Ctrl A là mình chọn hết tất cả và mình chỉnh phong là 14, là tất cả các ô đều có phong là 14. Mình ghi là bảng 1 2 chấm. Rồi, mã nhà sản xuất và tên nhà sản xuất. Mã nhà sản xuất. Dạ. Mã nhà sản xuất enter xuống. Tên nhà sản xuất. Ok chưa? Rồi TTHWMN. Cấp lóc lên ha. TT tab HW. Tab MN tab TB là mấy thằng này nè các bạn. Trường Tuyền Hờ Qua Ta. Tắt cấp lóc ha. Viết lại Trường Tiền. Trường Tuyền hả? Nhấp đầu vô, đang đánh đó. Hờ Qua Ta. Minh Nghĩa Thành Phát. Minh Nghĩa táp một cái Thành Phát. Rồi ok. À, thằng này mình sẽ cho nó to to ra xíu, thằng này bê nó lên, còn trên bê lên, này còn trên bê luôn, mấy này đóng khung luôn, chọn vô đây luôn. Rồi ok nha. Rồi
bảng đơn giá bồng inox nữa, mệt quá trời ơi, đánh mấy cái này mệt quá. À, hay chấm mã sản xuất dung tích nó có rồi, mình enter luôn. Này là 200 lít, 500 lít, 1000 lít, 500 lít, 1000 lít. Lát mình có xài cái lít này không ta? À mấy nãy hả? Rồi tê tê hù, đánh mấy này mệt quá đi sư phụ ơi. Tê tê HWMNTB, mấy này mình sẽ ấy thằng này lỡ ha, mẹt thằng này rồi, cấp lóc lên tê tê HWMNTB rồi, giờ khói hết mấy này lại border nó đi rồi. Ok rồi, ok bạn ơi. Còn trên B nó ha, này cũng mẹt nó luôn, canh giữa nó luôn. Rồi mã nhà sản xuất đó, rồi giờ 1,2 triệu nè. Đây là tiền cho nên mình đánh 1,2 triệu, mình đừng có format kiểu của nó nha, lát mình chỉnh sau. Rồi 2,8 triệu, rồi 4 triệu, không biết đúng không. HW là 1,3 triệu, 2,750 triệu, 2,750 ngàn, 4,2 triệu. Rồi trời ơi mệt quá, 1,150, 2,900, 3,950. Này các bạn đánh chắc mệt lắm á. 1,400,000, 2,850, 000 và 44. Rồi ok, bây giờ mình sẽ format mấy này nha. Vô đây chọn format nè. Nhấp vô đây mình format nó. À, rồi mình chọn là currency. Currency mình tắt hai cái số cuối đi, và symbol mình cũng nông luôn, mình sẽ lấy là 1,2 triệu. Rồi, nhìn lại đi. Ok ha, mình format đừng cho nó hiển thị ra gì thôi, nhưng mà số thực sự của nó là 1,3 triệu. À, mấy cái số thực sự đó. Rồi. Ok nha. Giờ bắt đầu nè. Cộng 1, cộng loại cho biết Y là inox, N là nhựa. Ok ha. Y là inox, N là nhựa. Rồi. Tên hàng bao gồm loại và dung tích hiển thị theo dạng bồn loại, dung tích lít. Rồi, ví dụ như bồn inox 200 lít có xếp gạch nữa hả? Bồn inox 200 lít. Rồi, ok. Bồn inox 200 lít. Rồi, ok. Vậy nha. Cái kiểu format nó là như vậy nha. Rồi, đầu tiên á là tên hàng. Tên hàng thì bạn phải chỉnh đi. Mấy này có canh giữa gì không? À, cái loại này canh giữa đúng không? Rồi. Dung tích canh giữa luôn không? Không thôi để đi. Rồi tên hàng nữa bạn. Bằng. Đó, mở ngoặc kép bồn. Cách một cái đóng ngoặc kép lại. Ủa lộn, bồn xếp gạch chứ. Bồn xếp gạch đóng ngoặc kép lại. Rồi. Bây giờ loại nè. Loại á là N. N là mình sẽ kết hợp giữa hai cái tích lại với nhau. N mình xài hàm if đi. Y táp một cái if mà thằng này if gì này bằng bằng cái gì, bằng chữ y, bằng y đóng ngoặc kép lại, thì nếu đúng thì sẽ xuất ra cái gì, y nóc. Còn y nóc xếp gạch luôn đi, thôi khỏi đi, y nóc thôi. Còn không á, nếu phone á là nhựa, nhựa rồi được chưa, đóng ngoặc if lại xong thằng bồn chưa, thì hiện tại nó sẽ là bồn xếp gạch, tại vì nó chỉ có hai loại thôi, inox hoặc là nhựa thôi. Nếu mà không phải, nếu mà là inox thì inox, nếu không phải inox là nhựa thôi ha. Và mình và tiếp cái nữa nha, mình và cái gì, mình và
200 lít vải gì và thằng dung tích. À vậy mấy này mình xếp gạch đi, tại vì xếp gạch nè, xếp gạch nè, nhựa xếp gạch và 200, rồi xếp gạch một cái 200 rồi đúng không? 200 là mới tới đây hả? Bồn inox xếp gạch nè, nhựa xếp gạch nè, rồi tới 200, 200 là cái cột dung tích nè, rồi sau đó xếp gạch lít đúng không? And xếp gạch lít, rồi enter là xong. Bồn inox 200 lít, rồi mình sẽ kéo thẳng xuống dưới này nha. Bồn nhựa 500 lít, rồi ok, cái kiểu của nó vậy thì mình làm vậy thôi. Rồi tên hàng là vậy nha. Rồi sau khi cái tên hàng đó, mình sẽ qua cột số 2 là tên nhà sản xuất dựa vào mã sản xuất cha trong bảng 1. Đây bảng 1 này dựa vào mã sản xuất cha trong bảng 1 thì bạn thấy á, tên nhà sản xuất nè bằng cái gì các bạn? Bằng gì? Thằng này sệt theo chiều ngang là bằng gì? H gì? H lookup chứ gì đâu. HL tap một cái, H lookup. Lookup value là mã sản xuất, phẩy một cái table array là nguyên đám này, khối nó lại và bấm F4 để cố định nó. Phẩy một cái row index number là 2, là cái hàng thứ hai, hàng thứ hai để nó trả giá trị về. Và phẩy một cái rank lookup là font và enter một cái là nó sẽ ra tên nhà sản xuất là mấy đó. Mình kéo xuống này là xong. Ok chưa? Rồi đơn giá dựa vào mã sản xuất ra trong bảng đơn giá bồn inox kết hợp với dung tích để có giá trị tương ứng. Tuy nhiên nếu là bồn nhựa thì đơn giá bằng 70% bồn inox. Rồi nha, bây giờ đơn giá đó, đơn giá rồi thành tiền, đơn giá là giá bao nhiêu tiền á, là giá bao nhiêu, là bao nhiêu một cái đó, rồi sau đó mới thành tiền lấy đơn giá nhân số lượng. Rồi bây giờ mình đơn giá đi. Đơn giá nè, đơn giá thì mình tra trong cái bảng dưới này nha, tra trong bảng ở dưới. Rồi bây giờ mình sẽ bằng đơn giá bằng, rồi bằng cái gì? Nếu là trường tuyền mình sẽ gì, v gì các bạn, v lookup không, ok không? Tại vì mình sẽ xả theo chiều dọc mà, bằng vl v lookup nha. Nhưng mà nếu đơn giá là nhựa nữa, rồi bây giờ á, nếu nó là nhựa thì mình sẽ nhân với cái gì, đúng không? Nếu là nhựa thì mình sẽ nhân với gì? Còn nếu không là nhựa, nếu nó là inox thì mình sẽ giữ nguyên. Ok chưa? Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái này nha. Ha, khá là dễ thôi, khá là dễ thôi. Bây giờ mình sẽ if tap một cái, nếu ha, nếu nha. Ok, nếu nè, nếu mà thằng này á bằng y, nếu mà nó là nhựa nha, nếu nó là inox thì sao, còn nhựa thì sao, được không? Được không? Rồi cái này là lát mình làm. Bây giờ mình sẽ v lookup đi, một lát mình sẽ chỉnh tiếp. Mình sẽ v lookup. Lookup cái gì? Lookup mã sản xuất. Ok chưa? Lookup mã sản xuất là lookup ở, lookup mã sản xuất là mã nhà sản xuất á. Rồi lookup cái này, lookup ở đâu? Lookup ở trong này, lookup trong này nha, lookup trong này và F4 nó luôn để cố định cái bảng đó. Rồi column index number thì mình sẽ trả về giá trị gì? Rồi bây giờ vấn đề kế tiếp là trả về giá trị gì mới là quan trọng nè các bạn ơi. Trả về giá trị gì mới là quan trọng nha. Ok không? Trả về giá trị gì mới quan trọng chứ, đúng không? Nếu mà thằng này 200 thì trả về số mấy? Số 2. Nếu 500 thì trả về số 3. Nếu mà 1000 thì trả về số 4, được chưa? Nè, ok chưa? Bây giờ mình v lookup rồi. Bây giờ mình sẽ, một á, bạn có thể xài hàm if nha, bạn có thể xài hàm if. Nhưng ở đây chắc chúng ta xài hàm if quá các bạn ơi. Xài hàm if, tại vì mình không có lấy được cái số cái. Thôi mình sẽ xài hàm if ha. If tap một cái. If cái gì? If mà cái dung tích này nè nó bằng 200. Tại vì đây là cái số các bạn, cho nên bạn không cần phải mở ngoặc kép nha. Nếu mà nó bằng 200, nếu đúng á thì trả về giá trị là cột số 2. Còn nếu sai đó thì mình sẽ làm gì? Sai thì mình if tiếp. Chúng ta có thể xài hàm trong hàm mà. Chúng ta sẽ if, if mà thằng này nó bằng 500 thì sẽ trả về giá trị là cột mấy? Cột 3. Còn nếu không thì sẽ trả về giá trị là cột 4, đóng ngoặc if này, đóng ngoặc if kia. Rồi quay lại cái hàm v lookup nè, đúng không? Phẩy một cái false
Rồi đóng ngoặc lại. Rồi bây giờ bạn coi lại đi. Coi lại đi. Đầu tiên là mình sẽ đi tìm cái mã sản xuất ở trong cái bảng này. Sau đó nếu mà nó làm 200 thì sẽ trả về giá trị là 2. Để gì? Để trả về cái đơn giá đó. Còn nếu mà đúng á, thì trả về 2. Còn nếu sai đó thì nó sẽ là cái gì? Nó sẽ là if tiếp. Nếu á, mà 500 thì trả về 3. Còn nếu sai là trả về số 4. Những cái hàm if này, if trong if này nó bình thường lắm các bạn ơi. If trong if nó bình thường, mình enter. Đó. Thì bây giờ bạn coi lợi 1 của trường tiền, lợi inox là 1,2 triệu, được chưa? Bây giờ mình kéo hết nè. Đó, bây giờ nó chưa có nói về inox hay nhựa ha. Inox hay nhựa ha. 500 của trường tiền là 2,8 triệu, đúng rồi nè. HW 500 là 2,750, 4,2 triệu đối với 1,000. Đúng hết rồi ha. Đó, bạn nhìn lại đi, tôi thấy là đúng hết rồi đó. Bây giờ là mình mới xử lý tiếp cái vấn đề là gì biết không? Xử lý tiếp vấn đề là nhựa hay là inox nè. Đó, này là cái hàm mà bạn có thể lấy được tiền rồi. Bạn lấy được tiền rồi. Bây giờ nhựa hay inox nè. Nhựa inox bạn phải làm cái hàm if bao phủ cái hàm này. Tôi sẽ kích cái hàm này nha. Tôi sẽ control x cái hàm này. Control x nó nha. Khói nó lại, control x nó. Bây giờ if nè, bây giờ mình if nè, nếu mà cái thằng này nó bằng inox thì nó chính là thằng này. Đúng không? Chính là cái giá trị này. Còn không đúng á là value with phone nè, nó là giá trị đó và nó nhân với nhiêu. Nếu là nó không phải inox thì nó là nhựa, nó nhân với 70%, tức là 0.7. đóng ngoặc cái hàm if lại, enter một cái, rồi mình chỉnh thằng này, đúng không? Đúng không? Nếu nó là inox thì nó là nó, còn không phải thì nó sẽ là nhựa. Nhựa thì là lấy cái giá trị đó nhân với 0.7 là 70% của inox. Kéo thẳng xuống đây đó, bạn thấy hai thằng này là nhựa nè, lấy 70% nè, thằng này nhựa nè. Đáng lẽ ra nó chỉ có đáng lẽ ra đó là Minh Nghĩa mà 500 á, Minh Nghĩa 500 là 2,9 triệu, bây giờ nó còn có 70% hà, tại vì nó lấy cái bồn nó là bồn nhựa thì nó còn 2,30 triệu. Các bạn hình dung được không? Đó. Rồi ok ha, quay lại cái đề tiếp. Rồi thành tiền bằng số lượng nhân đơn giá, nếu bồn inox và số lượng trên 50 thì được giảm 10% số lượng nhân đơn giá. Rồi. Cái này thì dễ. Cái này thành tiền á, thì bằng nếu if tab một cái, if cái gì? If thứ nhất á, là thằng này bằng inox bằng đó, y đóng ngoặc lại n các bạn ơi, và nữa, và không phải và là n nè, lộn, tại vì á, các bạn sử dụng cái hàm ở trong cái Excel á, nếu mà thỏa mãn hai điều kiện là bạn phải sử dụng cái hàm n và cái gì, và thằng này bằng inox đúng không, phẩy một cái cái gì nữa, số lượng trên hoặc bằng 50, đúng không, số lượng lớn bằng 50, nếu bồn inox và số lượng lớn bằng 50 thì mình sẽ sử dụng cái hàm n, tức là nó sẽ test thử cái thằng này đúng và thằng này đúng. Nếu đúng á, thì nó trả về giá trị là true, thì if logic test nè, nếu mà nó là true á, thì là value if true, đúng không, nếu mà nó đúng á, đúng không nè, nếu mà là bồn inox và số lượng trên 50 thì giảm 10% số lượng nhân đơn giá. Thì giờ nè, nếu đúng là nó inox và số lượng lớn hơn 50 thì mình sử dụng cái hàm n nha. Đây mình học thêm một cái mới nữa là bằng số lượng nhân với đơn giá nhân với 90%, tức là 0.9, tức là nó giảm 10% thì còn 90%. Còn nếu mà không đúng thì là số lượng nhân với đơn giá đóng ngoặc lại và enter là xong. Thằng này không đúng nè, thằng này cũng không đúng, đúng à, thằng này đúng nè, thằng này đúng nè, nó sẽ được giảm 10% á. Nó còn 18 triệu mấy các bạn. Vậy nha, mệt quá. Ghi chú được giảm giá cho những dòng giảm 10% trên thành tiền. Mình sẽ sử dụng lại cái hàm if này các bạn. Hàm if này mình sẽ sử dụng lại cái hàm if cho cái ghi chú này, đúng không? Đây, dán ra nè. Hồi nãy tôi copy, bây giờ tôi dán ra nè. Giờ tôi còn chân dách lại nha. Tôi chọn qua cái ô này, tôi copy thằng này, enter. Rồi tôi qua bên ghi chú này, tôi dán vô. Rồi, dán ra. Rồi, bây giờ là nếu mà nó vừa thỏa mãn là inox trên 50 thì giảm 10%, đúng không? Thì đây tôi sẽ ghi là đã giảm giá. Còn nếu không thì không ghi gì, đúng không? Rồi, đây tôi sẽ ghi là đã gì? Được giảm giá. Được giảm giá.
đóng ngoặc lại phẩy một cái và không có gì thì khỏi ghi enter. Thì thằng này không có được giảm giá thì nó không có gì. Ta sẽ kéo hết nguyên đám này. À, thì này sẽ có là được giảm giá đối với những cái sản phẩm này và này, được không? Tại vì sao mà tôi copy thằng này? Tại vì á, nó thỏa mãn điều kiện á, tôi chỉ copy là copy cái hàm if thôi, còn nguyên cái đám này tôi không có copy. À, không copy. Rồi, sắp xếp bảng tính theo tự tăng dần của tên nhà sản xuất nếu trùng lắp. Nếu trùng thì sắp giảm theo số lượng. Bây giờ sắp xếp nè, là soạn filter nè, sắp xếp bảng tính theo thứ tự tăng dần của tên nhà sản xuất. Nếu trùng thì sắp xếp theo số lượng, thì mình sẽ soạn filter hai lần ha. Chọn nguyên cái bảng này. Chúng ta soạn filter, chúng ta custom soạn. Đầu tiên nó soạn theo cái gì? Theo gì? Theo tên nhà sản xuất các bạn ơi. Đầu tiên là bạn soạn theo tên nhà sản xuất. Giá trị tăng dần là từ A đến Z, đúng không? Tăng dần từ A đến Z. Tăng dần nè. Nếu trùng lắp thì giảm theo số lượng, sau đó là mình sẽ chọn gì? S level, số lượng. Số lượng và giảm theo số lượng là last to small ha, và mình ok. Nó thì nó sẽ sắp xếp các bảng lại HM rồi tới T, T phần mới tới TT. Đúng không? Nếu mà HW thì nó sẽ giảm theo số lượng 50 xuống 45. Ok ha, nó sẽ sọt lại cái bảng đó vậy. Rồi lập bảng thống kê theo mẫu sau. Ôi trời ơi, loại bòn số lượng thành tiền dễ quá. Cuối cùng rồi, xong rồi, mệt quá. Đó, làm nguyên cái video lớn như thế này quá mệt. Số lượng thành tiền. Rồi. Inox nhựa. Rồi, tôi sẽ khói cái bảng lại ha. Còn trên B mấy này nha. Rồi, bây giờ inox là bán được bao nhiêu ha? Inox bán được bao nhiêu? Thì mình sẽ bằng sum if, đúng không? Sum if, bấm nút xuống và tap một cái sum if. Sum if cái loại này, phẩy một cái. Critical là nếu nó bằng cái gì? Nó bằng cái gì? Nó bằng inox. Dạ xin lỗi các bạn, nhấp đầu vô. Nếu mà nó bằng inox ha, nếu bằng inox, rồi thì sao? Thì sum rank, thì sum là mình sẽ sum cái này. Ok ha, mấy thằng này mình cố định luôn đi. F4 khói lại. Khói lại bấm F4 và Enter. Thì nó sẽ lấy là inox là có 240, này là 50, cộng 80 là 130, cộng 10 là 240, được không? Số lượng cũng vậy, mình kéo xuống đây. Nhưng mà thằng này á, mình phải đổi thành chữ gì? Chữ N là nhựa. Đó, là 205. Ok chưa? Chỗ này mình có thể auto sum thử coi. Enter. Có phải ra là 445 hay không? Hai này cộng lại, đúng rồi nè. Inox và nhựa là 2, là 445 nè. Thằng này ok ha, xóa này đi, delete nó ha. Bấm delete nó. Rồi, thành tiền. Thành tiền mình cũng làm tương tự như vậy các bạn ơi. À, tôi kéo qua bên này nha. Tôi kéo qua. Kéo qua ô bên này, rồi. Bây giờ kéo qua để mình copy thôi, copy thôi. Mình cũng xài hàm sum if nếu thằng này là inox, nếu thằng này là inox thì sao? Thì tổng của cái cột nào các bạn? Tổng của cái cột thành tiền ha. Tổng của cột thành tiền và F4 đó. À, enter. Thì sẽ ra là đơn vị lớp ngàn. Ui mắc vậy. Thằng này mình cũng kéo qua luôn. Mình kéo qua được, mình copy cái nhựa thôi và mình tổng cái cột nào. Cái cột này là cột số lượng, mình sẽ tổng cái cột thành tiền và mình F4 nó luôn. Enter là xong. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình format lại theo cái kiểu này các bạn. Format lại theo kiểu này, mình nhấp ở đây mình copy format painter nè. Rồi, mình khói đám này lại. Rồi ok ha, thằng này nó rộng quá, nó lớn quá. Mình phải kéo nó ra chút xíu đừng cho nó hiện toàn bộ. Rồi, tương tự mình vô đây mình chọn format painter và mình painter thành tiền bên này luôn. Đó, để cho nó format ra cái kiểu mà mình dễ đọc. Rồi. Rồi toàn bộ cái bài này là tôi đã nói xong rồi nha. À, tổng thời gian làm của tôi là 73 phút, nhưng mà tôi nói khá là nhiều, nói khá nhiều tôi mệt quá. Nhưng mà tôi thấy là nếu mà làm chuẩn luôn thì cỡ 1 tiếng là tôi làm xong rồi nha. Rồi. Rồi xong, chào các bạn. Ở đây là đề full luôn á. À, làm hết mức độ này chắc được giỏi quá.